Cùng loa tháp Samsung bùng nổ giai điệu với công suất mạnh mẽ, chiêu cuộc vui muôn nơi. Loa tháp Samsung bùng nổ giai điệu với công suất mạnh mẽ, chiêu cuộc vui muôn nơi. Yeah, phải vậy chứ, trở lại là phải máu lửa cỡ này. Để em cảm ơn mọi người ạ. Thưa quý vị, Andre và anh Thái đã lựa chọn. Phần trăm khán giả xin mời. 95, 98. Yeah, 98%. Quá xứng đáng cho một bài trở lại thật ngoạn mục của Dilo. Lần đầu tiên tôi thấy Andre phải đứng dậy vì ai đó mà leo lên đây hát cùng luôn. Đây là bài nhạc của anh, bắt buộc anh phải lên đây rồi. À. Và anh không thể nào để mất em và team của một người khác. À. Anh Thái, người này không hợp anh đâu. It's okay, nhưng mà I think music, like we could do something different. I'd say, yep, like make a new sound, a more street. Nhưng mà anh sẽ hợp với những người old school, những bạn nào raw, những bạn nào bụi bặm. Còn D-Lo này, của và team em. Mời giám khảo nghĩ sao ạ? Come on. Em không đồng ý với Andre cái là bạn ý vẫn bụi bặm. Bạn bụi bặm nhưng bạn cần phải bóng sáng hơn nữa. Nào. Cái bộ bạn lần này của bạn ý em thấy là một cái điều hoàn toàn mới mà bạn ý thực sự là khiến cho em phải cảm... Thôi ông! Nhường tôi! Người này! Lần đầu tiên mà tôi thấy ổng bắt đầu biết sống sáo. Nếu mà để một cách chân thành dưa góp thì em cảm thấy là bạn đi lâu rồi rất hợp với Andre. Nhưng mà nó hợp quá. Tất nhiên là flow của đi lâu thì không hề giống Andre. Yeah. Nhưng mà cái nội dung của bạn ý và cái cách bạn ý chơi từ ngữ có cái nét của anh Bâu rồi. Hơn nữa là cái sample nó nói lên rất là nhiều thứ.
Sample thì thực ra nó không giải quyết vấn đề gì, tại vì cái năng lượng từ sample nó chỉ là cái thí dụ thôi. Anh bầu lên thì cứ coi như là một dancer trong buổi diễn của bạn ấy. B-Ray cho anh xin ý kiến thế nào? Rõ ràng là D-Lo là một thí sinh rất là nặng ký. Em cũng tính là bấm rồi, xong rồi cái em quay qua anh thấy anh bầu sỉnh lên anh nhảy. Lúc đấy đừng gọi thì sao cơ? Ý ơi trong túi toát giấy pop pop champagne. Ngày nào với ai cũng là party. Anh thấy cũng xứng đôi. Anh thấy cũng thuộc về nhau, cho nên là em cũng đồng ý với tất cả mọi người. Ba phải. Hồi nãy tiếng tim chu nó hợp quá. So if you go over there, you're doing the same thing. You know, like flip it and do street, do all that. I could do what he do, but I feel like we have more street vibe, some real music that would last. You know what I mean? So just keep it open, keep it open. Yo, anh đảm bảo với em nếu mà em về đội của anh cho em bùng hết chất luôn. Thì đấy, bây giờ trên mặt lý thuyết là nó như thế, nhưng quan trọng là phúc lộc thọ kìa. Đấy, quan trọng là Vũ đang nhảy cái đó. Nếu phát nhảy thôi thì... Cho tôi hỏi D-Lo về với Andre cụ thể hơn là Andre làm gì cho D-Lo. Bây giờ muốn làm gì cũng được, bởi vì Andre đã làm nhạc 17 năm, tất cả các thể loại nhạc. Con số năm không nói được lên gì cả. Bên đây hai mấy năm. Bên đây hai mấy năm. Nhưng mà hai mấy năm người ta nghỉ khoảng 10 năm rồi. Nhưng mà tại sao là ban giám khảo lại có thể tấn công huấn luyện viên của tôi? Không anh, đây là hàng tuyển đủ sức thuyết phục thì em mới cho về chứ. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ em, một người con trai thuần khiết. Cũng đồng ý ông Rê ơi, em cũng phải cho một chút xíu cái gọi là... Nhưng mà tất cả mọi người đã có hàng hiếm rồi. Hãy để hàng hiếm này cho anh. Nãy nói anh không có làm nhạc nữa, nhưng mà anh mới drop music video like a week ago. So I'm still doing music for 25 years already. So you know what I'm saying? Như vậy là một phần tư thế kỷ. Yeah. No disrespect, nhưng mà nhạc của anh bị old school, nó sẽ không hợp với lại D-Lo. But music is music man, music's forever, music's timeless. Nó sẽ tùy người sẽ hợp với anh, nhưng mà D-Lo sẽ không hợp với anh. No, don't worry, I mean, hey, I think it's your choice or your choice. Thôi ông, nhường tôi. But I feel like I'll help you be more open. Ok, để ba người ban giám khảo chọn đi. Come on, come on, y'all. Come on. Ready for the fight. What's up, bro? Yeah, like I said, come with me. I feel like your style is rough, rugged. You know, we could do more universal type music. I could do what he do, but my own way. You know what I'm saying? Anh có thể làm như anh Thái làm, nhưng mà anh làm tốt hơn cả tiếng Việt, cả tiếng Anh. Bây giờ tôi thấy hai ông này dễ thương lắm. Ủa, anh có thể làm được như giọng ấy làm, anh cũng có thể làm như vậy, anh ấy làm như tốt hơn, nhưng mà tôi chưa biết hai ông này làm cái gì. Đúng đúng. Chưa đây. Thôi bây giờ hả? Bây giờ nếu khó quá thì hỏi đi, hỏi đi lâu đi. Cho anh xin ý tâm nguyện của em đi. Cái quyết định khó với em quá. Ok, đường ngắn hơn nè, thì em muốn phát triển bản thân của em trong rap Việt Ba như thế nào? What type of music do you do? Em đến đây vì âm nhạc và giúp kiếm tiền đúng không? Ông Trì rất là vô thẳng vấn đề. Bây giờ mình làm nhạc chỉ vì đam mê mà không kiếm sống được thì cái điều đó không có giá trị hoàn toàn đúng không? Nhưng mà thực ra anh thấy vẫn có thể kiếm tiền được nếu mà chúng ta cố gắng. Chết rồi, khó rồi. Make money. Yeah, make money ạ. Ok, thôi thầy giám khảo làm nhiệm vụ của mình nha. Andre. All good, bro. All good. Good one. Hey. Nga xin chúc mừng D-Lo về với đội của Andre. Quyết định của ban giám khảo đưa mình về với team của anh Bâu, nó cũng nằm ở trong dự định của mình. Yeah, và see you in the next round. D-Lo in the house, peace out.